Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Trong video hôm nay, AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị chương 7 và chương 8 của cuốn sách kinh điển về đầu tư Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 7, phương châm phân bố danh mục cho nhà đầu tư mạnh bạo, mặt tích cực. Trong chương 7 cuốn sách kinh điển Nhà đầu tư thông minh, Benjamin Graham đã xây dựng một chương trình đầu tư chi tiết và cụ thể dành cho những nhà đầu tư mạnh bạo, những người không ngại bỏ ra nhiều nỗ lực để đạt kết quả đầu tư cao hơn mức trung bình. Trong chương này, tác giả mang đến những chiến lược và phương châm đầu tư tích cực dành cho nhóm nhà đầu tư này, mở ra những cơ hội và thách thức đặc biệt trên thị trường chứng khoán. Các gợi ý về đầu tư trái phiếu. Nhà đầu tư mạnh bạo được khuyến nghị xem xét các cơ hội đầu tư đặc biệt như trái phiếu miễn thuế và trái phiếu chịu thuế. Những loại trái phiếu này không chỉ mang lại lợi nhuận cao và ổn định mà còn giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro. Graham nhấn mạnh rằng, việc đầu tư vào trái phiếu chất lượng cao có thể mang lại nguồn thu nhập đều đặn và an toàn là nền tảng vững chắc cho danh mục đầu tư mạnh bạo. Các nhóm hoạt động đầu tư cổ phiếu thường. Graham chia hoạt động đầu tư cổ phiếu thường của các nhà đầu tư mạnh bạo thành 4 nhóm chính. Thứ nhất, mua tại thị trường thấp và bán tại thị trường cao. Đây là chiến lược mua cổ phiếu khi giá rẻ và bán ra khi giá tăng nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Nhà đầu tư cần có khả năng nhận diện các xu hướng thị trường, nắm bắt thời điểm mua vào và bán ra một cách chính xác để thu được lợi nhuận cao nhất. Thứ hai, mua các cổ phiếu tăng trưởng được chọn lọc kỹ lưỡng. Nhà đầu tư mạnh bạo nên tìm kiếm và đầu tư vào những công ty có tiềm năng tăng trưởng bền vững, có khả năng điều chỉnh giá sản phẩm và dịch vụ theo lạm phát. Những công ty này thường có lịch sử tăng trưởng ổn định và khả năng duy trì lợi nhuận trong mọi hoàn cảnh kinh tế. Thứ ba, mua các phát hành dưới giá, thấp hơn mệnh giá. Đầu tư vào các cổ phiếu được phát hành dưới giá trị thực của chúng có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Đây là cơ hội để mua vào các cổ phiếu có giá trị cao nhưng đang được giao dịch với mức giá thấp hơn giá trị nội tại của chúng. Thứ tư, mua trong những tình huống đặc biệt. Nhà đầu tư mạnh bạo cần nhận diện và tận dụng các cơ hội đầu tư trong những tình huống đặc biệt trên thị trường. Chẳng hạn như khi có biến động lớn hoặc các sự kiện kinh tế đặc biệt, những tình huống này có thể mang lại cơ hội đầu tư độc đáo và lợi nhuận cao. Tầm quan trọng của kiến thức và tâm lý. Đối với nhà đầu tư mạnh bạo, việc chuẩn bị tâm lý và kiến thức đáng kể về giá trị chứng khoán là vô cùng quan trọng. Graham nhấn mạnh rằng nhà đầu tư cần có đủ kiên nhẫn và sự hiểu biết để đánh giá và quản lý các khoản đầu tư một cách hiệu quả. Kiến thức sâu rộng về thị trường và tâm lý vững vàng sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Tránh các loại chứng khoán kém chất lượng. Graham khuyến nghị nhà đầu tư mạnh bạo nên tránh các loại trái phiếu và chứng khoán ưu đãi kém chất lượng, cũng như các phát hành mới có thể không mang lại lợi nhuận kỳ vọng. Sự lựa chọn cẩn thận và kỹ lưỡng là yếu tố then chốt để đạt được thành công. Đầu tư vào các chứng khoán kém chất lượng không chỉ mang lại rủi ro cao mà còn có thể gây thiệt hại lớn cho danh mục đầu tư. Phương pháp đầu tư khác biệt. Những phương pháp đầu tư yêu cầu khác biệt so với những phương châm mà đa số nhà đầu tư hiện đang theo. Graham nhấn mạnh rằng nhà đầu tư mạnh bạo cần có sự linh hoạt và sáng tạo trong việc áp dụng chiến lược đầu tư, không nên bị ràng buộc bởi các phương pháp truyền thống. Sự khác biệt giữa đầu tư phòng vệ và đầu tư mạnh bạo cũng được nêu rõ, với lời khuyên rằng nhiều người nên chọn kiểu đầu tư phòng vệ để đảm bảo an toàn. Tầm quan trọng của kiến thức và nỗ lực. Cuối cùng, Graham khẳng định rằng kiến thức và nỗ lực là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư mạnh bạo đạt được kết quả đầu tư vượt trội. Việc dành thời gian và công sức để nghiên cứu và phân tích thị trường chứng khoán sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Nhà đầu tư mạnh bạo không chỉ cần có kiến thức sâu rộng mà còn phải có khả năng áp dụng kiến thức đó vào thực tế để đạt được thành công. Chương 7 của nhà đầu tư thông minh không chỉ cung cấp các chiến lược cụ thể mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm lý và kiến thức trong việc đầu tư mạnh bạo. Benjamin Graham đã mang đến một cái nhìn toàn diện về cách nhà đầu tư mạnh bạo có thể tận dụng các cơ hội trên thị trường để đạt được lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Việc áp dụng những nguyên tắc và chiến lược từ chương này sẽ giúp nhà đầu tư mạnh bạo nâng cao hiệu quả đầu tư của mình, đồng thời đảm bảo an toàn và bền vững trong quá trình đầu tư. Graham đã mang đến những bài học quý giá và nền tảng vững chắc để nhà đầu tư có thể đạt được thành công trong bối cảnh thị trường không ngừng biến động. Việc hiểu rõ và áp dụng các chiến lược này sẽ giúp nhà đầu tư mạnh bạo vững bước trên con đường đầu tư, đạt được những kết quả đáng mong đợi và bảo vệ tài sản của mình một cách hiệu quả. Chương 8. Nhà đầu tư và những dao động của thị trường. Chương này sẽ mang đến cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc về cách nhà đầu tư nên ứng xử trước những biến động của thị trường chứng khoán để đảm bảo thành công dài hạn và bền vững trên thị trường. Đầu tiên, tác giả giúp người đọc hiểu về dao động thị trường. Thị trường chứng khoán không bao giờ là một đường thẳng và giá trị các khoản đầu tư của bạn chắc chắn sẽ trải qua những biến động.
Graham bắt đầu chương này bằng cách nhấn mạnh rằng biến động của thị trường là điều tất yếu và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì để những biến động này chi phối, nhà đầu tư thông minh cần hiểu và chấp nhận chúng như một phần của cuộc chơi. Việc chuẩn bị tâm lý và tài chính để đối phó với những thăng trầm của thị trường sẽ giúp nhà đầu tư không bị lúng túng hay hoảng loạn trong những thời điểm khó khăn. Graham ví von thị trường như một cỗ máy không ngừng vận động và nhà đầu tư cần nhận thức rằng giá trị tài sản của mình sẽ thay đổi, nhưng điều quan trọng là giữ vững mục tiêu dài hạn và không để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư. Tiếp đó, Graham đưa ra chiến lược xác định thời điểm và định giá. Một trong những bài học quan trọng mà Graham đưa ra trong chương này là sự khác biệt giữa việc xác định thời điểm thị trường và việc định giá chứng khoán. Xác định thời điểm thị trường thường là một chiến lược rủi ro và dễ dẫn đến đầu cơ hơn là đầu tư thực sự. Nhiều nhà đầu tư thường cố gắng dự đoán các đỉnh và đáy của thị trường để mua vào và bán ra một cách nhanh chóng, nhưng Graham cảnh báo rằng điều này có thể khiến họ mất nhiều hơn là được. Thay vào đó, Graham khuyến nghị việc tập trung vào định giá chứng khoán, tức là mua vào khi giá thấp hơn giá trị thực và bán ra khi giá cao hơn giá trị thực. Ông lập luận rằng trong dài hạn, giá trị thực của một doanh nghiệp sẽ được phản ánh trong giá cổ phiếu và nhiệm vụ của nhà đầu tư là xác định giá trị đó một cách chính xác. Định giá đúng đắn giúp nhà đầu tư tránh được những sai lầm do bị cuốn vào những đợt sóng ngắn hạn của thị trường. Tuy nhiên, thị trường không phải lúc nào cũng đúng. Một điểm quan trọng khác mà Graham nhấn mạnh là thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng phản ánh đúng giá trị thực của các doanh nghiệp. Thị trường có thể trở nên quá lạc quan hoặc quá bi quan về một cổ phiếu nào đó, dẫn đến việc định giá quá cao hoặc quá thấp. Đây là những cơ hội mà nhà đầu tư thông minh có thể tận dụng mua vào khi giá thấp hơn giá trị thực hoặc bán ra khi giá đã cao hơn giá trị thực. Graham đưa ra một ví dụ về Mr. Market, ngài thị trường, một người đồng nghiệp hư cấu mà mỗi ngày đều đưa ra các mức giá khác nhau cho cổ phiếu. Ngài thị trường có thể đề nghị mua lại cổ phần của bạn với mức giá rất cao một ngày, nhưng lại sẵn sàng bán nó với giá cực kỳ thấp vào ngày khác. Thay vì bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này, nhà đầu tư thông minh nên tận dụng chúng để mua thấp và bán cao. Luôn nhớ rằng giá cả thị trường không nhất thiết phản ánh đúng giá trị của tài sản. Trong chương này, Graham cũng nói thêm về định giá doanh nghiệp. Một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư của Graham là việc định giá doanh nghiệp một cách cẩn thận. Thay vì chỉ nhìn vào giá cổ phiếu, nhà đầu tư nên xem xét các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp như lợi nhuận, tài sản, dòng tiền và triển vọng phát triển. Việc này giúp xác định giá trị thực của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên giá trị đó, thay vì bị chi phối bởi những biến động ngắn hạn. Graham nhấn mạnh rằng giá trị nội tại của doanh nghiệp không thay đổi nhanh chóng như giá cổ phiếu và nhà đầu tư nên tập trung vào giá trị này để có quyết định đầu tư hợp lý. Ông cũng gợi ý rằng một cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị thực là cơ hội để mua vào và giữ trong dài hạn, bất chấp những biến động ngắn hạn của thị trường. Graham cũng đưa ra nội dung về tâm lý đầu tư trong chương này. Tâm lý đầu tư là một yếu tố quyết định thành công mà Graham đề cập đến trong chương này. Ông khuyên nhà đầu tư không nên để những biến động ngắn hạn của thị trường làm lung lay quyết định của mình. Thay vào đó, hãy giữ một cái đầu lạnh và tập trung vào các yếu tố dài hạn như lợi nhuận và cổ tức. Graham cũng khuyến nghị việc duy trì một thái độ lạc quan nhưng cẩn trọng. Thay vì sợ hãi khi thị trường giảm giá, nhà đầu tư nên coi đó là cơ hội để mua thêm những cổ phiếu chất lượng với giá rẻ hơn. Điều này đặc biệt đúng với những người có tầm nhìn đầu tư dài hạn, khi giá trị thực của cổ phiếu có thể được phản ánh rõ ràng hơn sau những biến động ngắn hạn. Lợi dụng sự giảm giá của thị trường. Trong những thời điểm thị trường chứng khoán giảm giá, Graham cho rằng đây chính là cơ hội vàng để nhà đầu tư thông minh mua vào. Khi giá cổ phiếu giảm mạnh do sự hoảng loạn của thị trường, những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và triển vọng tốt thường bị định giá thấp hơn giá trị thực. Đây là lúc nhà đầu tư nên tận dụng để xây dựng danh mục đầu tư với chi phí thấp, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao trong tương lai. Graham nhấn mạnh rằng những cơ hội tốt nhất thường xuất hiện trong những thời điểm khó khăn nhất và nhà đầu tư thông minh cần biết cách nhận ra và tận dụng chúng. Graham cho rằng nhà đầu tư thông minh cần biết kiểm soát chi phí và hành vi đầu tư. Cuối cùng, Graham khuyên nhà đầu tư cần phải kiểm soát chi phí môi giới, kỳ vọng lợi nhuận, rủi ro và hành vi đầu tư của mình. Việc kiểm soát này giúp bảo toàn lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong dài hạn. Một trong những cách hiệu quả để làm điều này là áp dụng chiến lược bình quân chi phí đô la, tức là mua chứng khoán với số lượng đều đặn theo thời gian, không quan tâm đến biến động giá. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ việc cố gắng xác định thời điểm thị trường. Ngoài ra, Graham cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên tái cân đối danh mục đầu tư định kỳ để đảm bảo rằng các khoản đầu tư vẫn phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.
Kết luận, chương 8 của nhà đầu tư thông minh đưa ra những lời khuyên quý giá về cách nhà đầu tư nên đối phó với những biến động không thể tránh khỏi của thị trường chứng khoán. Thành công trong đầu tư không nằm ở việc cố gắng dự đoán thị trường, mà là duy trì kỷ luật, tập trung vào giá trị thực của các khoản đầu tư và tận dụng cơ hội khi thị trường cho phép. Bằng cách kiên nhẫn và không để cảm xúc chi phối, nhà đầu tư có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình một cách bền vững và lâu dài. Hy vọng rằng video này đã mang đến cho các anh chị những kiến thức sâu sắc hơn về cách xây dựng danh mục và cách nhà đầu tư nên ứng xử trước những biến động của thị trường chứng khoán thông qua chương 7 và chương 8 của nhà đầu tư thông minh. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để AZFin có động lực làm thêm những video hữu ích gửi tới quý anh chị nhà đầu tư. AZFin mong rằng series đọc sách cùng AZFin sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị lựa chọn những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc sách để có những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.